David sẽ gửi cho mọi người cái cách chọn gen nhé. Cái đầu tiên là một trong những cái fancy, là một trong những con dị nhất và những cái con đắt nhất. Đây là những cái con rất là khủng khiếp này. Đây, thế giới nó chỉ có vài con mèo không ra mèo, lợn không ra lợn. À, cái điều này giống như hồi xưa David học ở bên Japan, là các cái chủng coi về động vật nó đưa ra các cái kiểu như là hành tinh khác. À, thì đây nó gọi là mèo ảo. Bây giờ con mèo này nó là một trong những cái chủng chủng 102, là một con rất là đắt, chủng 0103, 101. À, thế thì khi mà chúng ta vào cái website, à, cái Kitty Deck này là một trong những cái liệt kê của cái Catrick, thì cái Catrick này chúng ta sẽ thấy được một trong những cái chủng mà dị để chúng ta có thể chọn ra và phối giống. À, mỗi một màu càng có nhiều vằn, càng có nhiều những cái đặc thù nó đẹp khác nhau, màu lông khác nhau, thì càng nhiều màu sắc. Ví dụ con này nó có đến nó chỉ có 3 màu, màu trắng, màu xanh và màu vàng thôi, là thêm cái màu đen là màu mắt nữa. Nhưng con này nó có thêm cái màu tím, màu hồng ở mắt, màu đen, màu trắng, màu nâu, tức là tổng nó có 6 màu. Vậy thì khi mà chúng ta phối được các cái màu nó càng nhiều thì nó có những cái dị theo chủng. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy mèo nó có thể là gì ạ? Nó có thể là rất nhiều màu, con này nó nhiều màu cho nên nó đắt như thế này. Sau đó chúng ta lại nhìn thấy mèo nó lại lai heo. Ồ, nó lại có các cái kim tuyến như thế này, tức là càng nhiều màu nó càng đắt. Vậy thì khi mà Ether nó lên 800 đô như thế này thì chúng ta thấy mèo giả bắt đầu tăng như vũ bão. Đấy. Thì lập tức những cái chủng về sighting, đúng không ạ? Là những cái chủng mà chúng ta thấy được các cái màu sắc dị của nó, thì nó còn like cả Pikachu đấy, một số cái. Tức là thế giới bây giờ nó rất là đảo điên. Thế thì khi mà chủng, các cái chủng màu sắc của coi, rồi chủng động vật của coi, thì bây giờ nó biến thể nuôi những cái này. Thế thì khi những cái này nó liên quan đến cái vấn đề giá trị của thị trường khi mà đẩy lên, vì nó được công nhận bởi cái mạng blockchain, tức là liên kết mạng lưới sao cho các cái thành viên chơi người ta có thể trao đổi với nhau và làm sao giống của họ ra nhiều con dị. Có thể thuật toán của máy tính bây giờ nó chưa ra những cái con mới, những con chủng có thể là lai người, hay là lai lai heo, lai chó, đây là Pikachu, đây có con giống con heo, đúng không ạ? Thì những cái con này nó là những cái list để chúng ta có thể ráp. Thì có 14 cái cách để ráp với nhau, các cái gen, đúng không ạ? Các cái thông tin thì chúng ta có thể vào đây và chúng ta xem. Những con càng nhiều màu lại còn có isolate gen, đúng không ạ? Những cái mà chúng ta có thể thấy được, đúng không ạ? Các cái mã của nó. Thì cái phối mã mới là cái quan trọng. Thì thế này, nhiều cái video và website trên mạng người ta đưa ra cái cách nuôi mèo rất đơn giản thôi ạ. Chúng ta có thể vào cái metamask.io và chúng ta có được lập các cái trại mèo thì đơn giản rồi, đúng không ạ? Ví dụ cái trại mèo của tôi, đúng không ạ? Có rất nhiều con. Khi mà like có những con lên đến 1.2e, 3.e, đúng không ạ? Ví dụ như con này, những cái con 0.0, đúng không ạ? Màu nó đơn màu, nó càng thuộc chủng dị thì nó càng lên rất là nhiều. Vậy thì nuôi mèo là một cái điều đơn giản, chăm mèo là một cái điều đơn giản, nhưng phối giống như thế nào, cách trộn bảng màu ra sao, đấy mới là điều quan trọng. Chúng ta sẽ đến với lại tradecoin.edu.vn để xem coi pump như thế nào và chọn mèo ra sao. Xin được cảm ơn mọi người.